Tập 18. Phạm nhân đó thế nào rồi? Đã khâu vết thương lại rồi, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Vậy tôi có thể vào nói chuyện với anh ta không? Được, nhưng không được khiến bệnh nhân kích động. Nếu không vết thương sẽ nứt ra, hiểu không? Tôi biết rồi. Được. Anh Tiết, chúng tôi đã cứu mạng anh. Anh nên hiểu đạo lý báo ơn. Giết người nhà tôi chỉ vì không giết tôi liền cảm ơn sao? Trên đời này còn có logic dớ dẫn như vậy sao? Người không sợ chết quả nhiên giỏi. Nhưng tôi có thể khiến anh sống không bằng chết. Tôi tin một quân đội tàn bạo, tàn nhẫn, tàn sát cả Nam Kinh như vậy, có gì mà không dám nói chứ, không dám làm chứ, thậm chí làm không ra. Chiến tranh là tàn khốc vậy đấy. Nếu anh không nói, tôi có thể để cho anh thử những thứ tàn khốc nhất trên đời này. Tôi là đảng viên Cộng sản, trực thuộc trung đội đội khoa Tân Tứ Quân Phố Giang. Rất tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về kế hoạch của chúng ta. Là kế hoạch đầu độc Trung Hoa sao? Bản phát thảo của chúng tôi để ở đâu rồi? Những gì có thể nói, tôi đã nói hết rồi. Những thứ không thể nói, tôi sẽ không nói đâu. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi. Sự nhẫn nại của tôi là vô hạn. Rất tốt. Nói. Tôi là trung quân đặc khoa Tân Tứ Quân Phố Giang, Tiết Lập Quân, đảng viên Cộng sản. Nói. Tôi là trung quân đặc khoa Tân Tứ Quân Phố Giang, đảng viên Cộng sản. Nói. Nói. Tiết Lập Quân, cậu có nói không? Nói. Nói đi. Thưa ban chủ, mặt của cậu sao vậy? Anh, sao anh lại tới đây vậy? Tại sao lại bắt chú Tiết vậy? Em không bắt chú ấy. Em làm như vậy là vì cứu chú ấy thôi. Cứu chú ấy. Em bắt chú ấy vào nhà giam. Mày gọi là cứu à? Anh đừng tức giận. Anh hãy nghe em giải thích. Anh nghĩ lại xem. Nếu em muốn bắt chú Tiết thì nhà chú ấy em đã bắt được rồi. Hà cớ gì em phải để cho anh biết? Anh, em làm như vậy là bởi vì em biết chú Tiết bị người ta bán đứng. Em có giấy thông hành đặc biệt của bọn họ. Em vốn muốn đưa chú Tiết tới trạm xe lửa, nhưng lại không ngờ bị Ishihara phát hiện. Tất cả điều em nói là thật sao? Lần trước người Nhật muốn giết chú ấy, nếu không có em ngăn lại thì chú Tiết. Hơn nữa, nếu để Tiểu Ninh biết em bắt cha cô ấy, cô ấy sẽ không còn yêu em nữa. Không liên quan tới Tiểu Ninh. Vậy bây giờ em trả lời anh. Hai người các em đều bị bắt, sao lại chỉ có một mình em ra vậy? Chú Tiết đâu? Chú Tiết chủ động thừa nhận mình là đảng viên Cộng sản. Hơn nữa chú ấy còn nói mấy người Nhật chết vào tối hôm qua là do chú ấy giết. Bây giờ đừng nói ra ngoài, đến mạng cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Anh à, nhưng em thấy chuyện này bây giờ vẫn còn cơ hội xây chuyện. Cơ hội gì? Em nghe người bên trong nói, chỉ cần chú Tiết giao ra thứ chú ấy đang giấu thì có thể giữ được mạng. Cất giấu thứ gì chứ? Em cũng không biết nữa. Anh, nhà giam này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Anh mau về đi. Em đi trước đây. Tên đó còn sống đã tốt lắm rồi. Đừng lo chuyện bao đồng. Chúng tôi đợi cậu về không phải là để uống rượu, là gì để cứu chú Tiết. Chúng ta cố Viên Dã chưa từng do dự qua. Sao cứu chú Tiết lại do dự vậy chứ? Bây giờ anh là giám đốc của quan gia rồi. Tôi có thể hiểu. Nếu anh thấy khó xử thì có thể không đi. Ai nói không đi cứu chú Tiết chứ? Tôi nói sao? Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngày 13. Tuy Thọ Tinh không ở đây, nhưng sinh nhật vẫn phải tổ chức. Nào, chúng ta nâng ly, giống như tổ chức sinh nhật mỗi năm cho chú Tiết vậy. Dùng phương ngữ của mỗi nơi. Mời chú ấy một ly rượu. Chú Tiết, phúc như Đông Hải. Chú Tiết vẫn chưa chết. Vui lên chứ. Chú Tiết, phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn. Chúc chú Tiết mạnh khỏe, năm sau lấy vợ mới. Chúc chú Tiết sinh nhật vui vẻ. Năm sau sẽ cùng nhau qua sinh nhật. Uống. Hát. Năm đó Quan Tây làm người bị thương, thay áo cà sa trên núi Ngũ Đài, chỉ vì một chiếc cốc mà xông vào nguy hiểm. Sư phụ giới thiệu tới nơi này lão phương trượng. Tuy chú Tiết là sư phụ của tôi, nhưng cũng chính là cha. Cha gặp nguy hiểm, phận làm con sao có thể không lo chứ. Cho nên dù có chết, tôi cũng phải cứu chú Tiết ra ngoài. Còn cả tôi nữa. Tôi cũng tham gia. Em không được tham gia. Trước lúc anh không cho em tham gia, em đột nhiên hiểu ra một chuyện. Mọi người biết tại sao mỗi lần đến sinh nhật của ai đó, chú Tiết đều để mọi người dùng ngôn ngữ quê nhà chúc mừng không? Nói, đó là chú Tiết muốn nói với chúng ta rằng chúng ta có một ngôi nhà lớn, đó là Trung Hoa. Bây giờ ngôi nhà lớn này bị bắt nạt, thì những ngôi nhà nhỏ như chúng ta cũng không còn mặt mũi. Lòng trung thành của tôi không tính là gì, nhưng nghĩa khí thì có. Bốn người chúng ta cắt máu thề sẽ cứu chú Tiết, giúp đỡ lẫn nhau thoát khỏi nguy hiểm. Có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Đầu có thể rơi, tình có thể mất, máu có thể chảy, nhưng nghĩa không thể mất. Có trung có nghĩa, vinh hoa phú quý. Không trung không nghĩa, sẽ như đóa sen này. Các hạ vất vả rồi. Xem ra cậu cũng giống như tôi, tay không trống không rồi. Nhà Mã Hội và nhà Tiết Lập Quân đều đã lục soát kỹ rồi, nhưng không phát hiện ra bất kỳ báo cáo nào có giá trị cả, và cả bản thảo kế hoạch nữa. Đảng Cộng sản nổi tiếng với độ nghiêm khắc và tỉ mỉ. Bọn họ sẽ không để tất cả trứng gà vào trong một cái giỏ đâu. Tiết Lập Quân còn đi qua những đâu? Theo như khẩu cung của Hà Quang Tông thì cậu ta ngoài đến Mã Hội lấy thuốc ra thì không đi đâu cả. Cậu không cảm thấy Viên Soái sau khi biết sư phụ của cậu ta bị bắt vẫn rất yên lặng sao? Bây giờ Viên Dã ở đâu? Cậu ấy đang ở trong đợi ngài rất lâu rồi. Tại sao không gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho cậu Viên chứ? Là tôi không cho gọi. Cậu muốn cho tôi nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng do tôi đưa ra quyết sách sai lầm sao? Ông Ishihara, chúng ta đã nói là bắt người ở ngoài tô giới mà. Nhưng hình như ngài lại cố ý giữ người ở trong khu vực tô giới. Thông minh. Tôi chính là muốn giữ Tiết Lập Quân trong tô giới đấy. Tô giới rất nguy hiểm. Một, ông không thể kiểm soát. Hai, trong tô giới có rất nhiều may phục của bọn họ. Cậu sợ bọn họ tới cướp một sao? Cũng có loại khả năng này. Nhà giam Đề Lam Kiều này còn nhốt mười mấy chính trị viên đảng Cộng sản, còn quan trọng hơn cả Tiết Lập Quân nữa đấy. Tại sao lại không có người đến cướp ngục chứ? Bởi vì cái giá của việc cướp ngục phải bỏ ra rất lớn và nguy hiểm nữa. Ý ông là sẽ không ai đến cướp ngục sao? Tôi lại muốn đám người Cộng sản đó đến cướp ngục. Như vậy chứng minh Tiết Lập Quân đã để bản thảo ở một nơi rất an toàn. Nếu không có người đến cướp ngục, tôi lại cảm thấy sợ. Điều đó chứng minh bọn họ đã chuyển bản thảo tới nơi an toàn rồi. Thứ đó liệu có ở chỗ anh tôi không? Xin lỗi, vì để diễn kịch thật một chút nên đã không nói cho cậu biết. Các hạ, nếu Viên Soái thực sự đến cướp ngục, vậy chúng ta nên làm thế nào? Cậu ta sẽ đến sao? Quan hệ giữa anh tôi và Tiết Lập Quân rất tốt. Hơn nữa, tính cách không sợ trời không sợ đất của anh ấy thì anh ấy nhất định sẽ tới. Vậy thì hãy giết chết anh ta đi. Đi đi đi. Tại sao không cho tôi vào? Cho dù là bị xử tử thì cũng nên cho vào thăm chứ. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tiết Lập Quân này là tội phạm quan trọng. Ai muốn vào thăm anh ta thì người đó chính là đồng phạm. Vậy đây là đồ ăn mang cho chú Tiết. Phiền anh giúp tôi mang vào cho chú ấy. Được, tôi sẽ giúp cô mang vào. Cô đi đi. Đi đi chứ. Anh đang làm gì vậy? Sao em lại tới đây vậy? Tôi biết ngay anh sẽ ở đây tính chuyện cướp ngục mà. Được đó, còn dễ ra nữa. Giấy tôi có, cô đừng quản chuyện tôi. Anh không đi đúng không? Được, vậy tôi sẽ nói cho bọn họ biết anh muốn cướp ngục. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh thả tôi xuống. Anh nghe thấy chưa? Có chuyện như vậy chứ? Cô có thể đừng làm loạn nữa được không? Tôi mới vừa giải được bản đồ vì bị cô xé nát. Tôi phải cứu sư phụ tôi. Anh ấu trĩ quá. Anh nghĩ giải được bản đồ thì có thể cướp ngục thành công à? Cho dù anh vào được trong, vậy anh có ra được không? Chưa ra được đã bị đánh tơi bời rồi. Không phải chứ, chuyện này thì liên quan gì tới cô? Cho dù tôi có bị đánh tơi bời thì tôi cũng phải cứu sư phụ tôi. Cho dù tôi chết cũng phải cứu. Anh có thể đừng kích động được không? Đừng quản chuyện tôi nữa. Nhưng anh cũng không thể đặt cả tính mạng mình như vậy được. Anh không có thuốc chữa mà. Đại tiểu thư, chỉ cần chúng ta bố trí lính canh nhà xe ở các vị trí mấu chốt này, cho dù là đảng Cộng sản đến cướp ngục, cứu được Tiết Lập Quân ra ngoài, chúng ta vẫn có thể bắt bọn chúng trên đường chạy thoát ở tô giới. Tôi đã hiểu. Có điều, người của chúng ta trong tô giới không có phát hiện ra bất kỳ dấu vết đảng Cộng sản nào muốn đến cướp ngục. Lẽ nào bản văn kiện này đã bị chuyển đi rồi? Không. Theo trực giác của tôi thì nó vẫn còn. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải để người đến cướp ngục cảm thấy cướp ngục không hề dễ. Như vậy mới có thể câu được cá. Cô Kito, tuần sau cậu dẫn theo một đoàn đại biểu văn hóa Nhật Bản đến nhà tù thăm hỏi. Hôm nay, hãy mang tin này truyền ra ngoài. Chúng ta hãy tạo một cơ hội cho Cộng sản đảng. Đã rõ. Nếu như vậy, đám người Cộng sản đảng không mắc bẫy cũng khó. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Cậu Viên có lời muốn nói sao? Ishihara các hạ cho rằng Viên Soái là đảng viên Cộng sản Tân Tứ Quân. Vậy cậu nghĩ sao? Tôi cho rằng không phải. Chứ ít bây giờ không phải. Nếu anh ấy dựa vào tình cảm của anh ấy dành cho sư phụ thì sẽ tới cướp ngục. Chúng ta bắt Viên Soái con cá giả này, vậy chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt được con cá thật sự. Nói tiếp đi. Tôi xin được đi làm việc của Viên Soái, ngăn cản hành vi lỗ mãn của anh ấy, phá hoại kế hoạch câu cá của ông. Được, cảm ơn. Chú Kiệt, đại tiểu thư, sao tôi lại ở đây vậy? Là Viên Soái đưa cô về đây. Vậy nấy đâu? Đi rồi. Còn để lại cho cô một bức thư từ chức. Cái tên này sao lại cố chấp như vậy? Muốn đi cướp ngục cái gì? Cái này... Chú làm gì vậy chứ? Có bức thư này thì cậu ấy có gây chuyện thì chúng ta sẽ không bị liên lụy. Một bên là kim bài kỳ sư của chúng ta, một bên là giám đốc chúng ta mời đến lúc chúng ta gặp khó khăn nhất. Sợ là rất khó để thoát khỏi liên quan. Sợ là trong lòng đại tiểu thư không bỏ xuống được. Chú Kiệt, vậy chúng ta giúp anh ấy lần cuối đi. Đại tiểu thư, cướp ngục chúng ta tuyệt đối không được tham gia. Nếu tên tiểu tử này mệnh lớn có thể thoát ra ngoài thì chúng ta có thể giúp cậu ta chuẩn bị thuyền rời khỏi Thượng Hải. Nhưng mà chỉ có thể giúp đến đó thôi. Đại tiểu thư, cô nhất định không muốn nhìn thấy một chút gia sản cuối cùng bị mất sạch trước lúc cha cô vẫn chưa tỉnh dậy đấy chứ. Khu Thu. Dựa tay nghề của cậu bây giờ với những dụng cụ hiện đại này, là một kiểu tóc cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ. Vậy vẫn chưa đến gấp 10 lần. Bỏ ra như nhau, nhưng sẽ trả lại gấp 10 lần bây giờ. Cậu nói, tại sao chúng ta bỏ qua cuộc sống tốt đẹp để sống cuộc sống vất vả chứ? Thực ra thì tôi... Rốt cuộc, cậu muốn nói cái gì? Khu Thu, phiền anh tìm anh tôi về đây. Tôi sẽ ở đây đợi anh ấy. Nhấc cà lâm qua đây. Cắt tóc cho tôi, rồi cạo râu cho tôi. Nói gì thì nói, tôi cũng là khách quen, sẽ không nể mặt mũi như vậy chứ. Anh Soái, anh Soái, ông trời giúp chúng ta rồi. 16 tháng này, đoàn đại biểu của anh đào gì đó của Nhật sẽ đến giao lưu văn hóa tại nhà giam Viễn Đông. Chúng ta sẽ hành động vào ngày hôm đó, là một cơ hội. Anh Soái, anh Soái, anh Soái, em anh đến rồi. Đợi anh ở tiệm cắt tóc. Cậu ta đến làm gì? Cậu ta dẫn theo người Nhật. Anh đừng kích động như vậy. Người ta mang theo máy sấy đến, còn có máy uống tóc, hấp tóc, có rất nhiều thiết bị. Vậy thì có chuyện gì chứ? Đi về xem thế nào. Đợi đã, em ấy đến. Không phải là đã phát hiện ra chúng ta muốn cướp ngục đấy chứ? Anh không sợ tôi sẽ thay anh cậu báo thù cho chú Tiết sao? Cô biết không, dao cạo rất nhanh. Anh không sợ tôi giết anh sao? Nếu cô giết tôi, vậy sẽ không có ai đi khuyên anh tôi không đi cướp ngục nữa rồi. Nếu tương lai cô có thể trở thành chị dâu của tôi, vậy đó là phúc khí của anh tôi, cũng chính là phúc khí của tôi. Không sao, tiếp tục đi. Anh về rồi. Cậu nói chuyện với anh ấy đi. Nói xong rồi sẽ cạo tiếp. Tôi thấy cái như thế này nói chuyện đi. Lỡ như chút nữa tôi lại chọc tức anh tôi, thì con dao cạo này của cô vừa hay cắt vào động mạch của tôi. Các người sẽ được hả giận. Tìm anh có chuyện gì? Có chuyện gì anh còn không biết sao? Chúng ta tâm linh tương thông như vậy sao? Đừng động. Xem tay cô với anh tôi tâm linh tương thông chưa? Cô yên tâm, tôi không cầm súng. Tôi chỉ muốn lấy cho anh tôi một tờ báo thôi. Anh sẽ không tưởng rằng đây là một cơ hội tốt để cướp ngục đấy chứ. Cướp ngục? Có ý gì đây? Chuyện này liên quan gì tới chúng tôi chứ? Anh à, em đã mạo hiểm cả tính mạng đến đây để nói cho anh biết kế hoạch câu cá của người Nhật rồi, mà anh vẫn giả ngốc với em. Thú vị lắm. Câu cá gì chứ? Anh, Chú Tiết bị bắt, trong lòng em cũng không dễ chịu đâu. Anh có thể không thích em, thậm chí là ghét em, nhưng anh vẫn là anh của em. Em nhất định phải khuyên anh. Nếu anh thật sự cướp ngục trong lúc giao lưu, không những không cứu được chú Tiết, đến mạng của mấy người bọn họ cũng không còn. Anh à, nếu anh biết Tiết Ninh ở đâu thì phiền anh giúp em chuyển lời cho cô ấy. Chú Tiết đã tự nhận mình là đảng viên cộng sản, ai cũng không thể cứu được chú ấy. Nhưng nếu Tiểu Ninh có thể quay về bên cạnh em cho dù có tán gia bại sản, em cũng sẽ bảo vệ mạng sống cho chú Tiết. Các đồng chí, nghĩ nghiêm, bên phải nhìn, phía trước nhìn, nghĩ. Nhất định không tiếc mọi giá cứu đồng chí Tiết Lập Quân ra ngoài. Lỡ như thất bại thì cũng phải gặp được cậu ấy. Hỏi xem nơi giấu bản thảo kế hoạch đầu độc Trung Hoa ở đâu. Rõ. Dựa theo chỉ thị của cấp trên, trong quá trình giải cứu tuyệt đối không được làm hại người này. Rõ. Lỡ kế hoạch thật sự thất bại thì dựa theo chỉ thị trong bức thư này thực hiện phương án thứ hai. Nhớ kỹ, nhất định phải hiển thị đồ án phán quan trên mỗi địa điểm tư lệnh. Tại sao chứ? Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi. Rõ. Xuất phát. Bên phải quay. Xuất phát. Mi la si 3667 son si do re 5712. Tiểu Ninh à, nghỉ một lát đi. Nhân lúc còn nóng, mang hoành thánh đi. Trong thời gian học xin đừng làm phiền tôi. Tiểu Ninh à, tôi hy vọng cô suy nghĩ lại quyết định của cô. Cha cô hy vọng cô tiếp tục học tiếp. Ý của chú là cha tôi lệnh ít chữ nhiều đúng không? Tổ chức đang đi giải cứu. Tôi đã nói rồi, tôi là đảng viên đảng Cộng sản, sớm gì cũng chết. Lãng phí thuốc như vậy làm gì chứ? Anh còn rất nhiều chuyện vẫn chưa nói ra, sao có thể để anh chết được chứ? Tôi là người chuyên phụ trách chăm sóc anh, không thể để anh tự sát được. Anh phải sống để giao cho hiến binh. Soái tử, đừng mắc bẫy của Ishihara. Tuyệt đối. Nếu Viên Dã nói dối thì gã anh ta cũng to lắm. Lúc đó dao níp đang kề trên cổ cậu ta. Tôi nói trước, Khu Thu tôi không phải là người sợ chết. Nhưng nếu các cậu muốn cướp ngục thì tôi sẽ là người xông đầu tiên. Tôi thấy Viên Dã nói cũng có một phần là thật, nhưng tôi không tin động cơ nói chuyện của cậu ta vì để tốt cho anh, vì để chúng ta không đi nộp mạng. Tôi sẽ tin nó lần này. Chỉ cần chú Tiết không bị Hiến Quân Nhật dẫn đi thì sẽ có cơ hội cứu chú ấy. Cho nên nghĩ ra cách rồi. Anh Viên Soái nói là tin lời của Viên Dã. Tôi về nhà đây. Soái, Soái, Soái tử. Anh quên cầm đèn pin này. Sao em ngày càng giống mẹ em vậy chứ? Em sợ thôi trời tối không tìm thấy nhà sao? Không phải. Có phải anh có chuyện gì giấu bọn em không? Có chuyện gì chứ? Sao em biết được chuyện gì? Nếu anh không muốn nói với em thì em cũng không ép anh nói. Anh nghĩ xem, nếu một người kiếm được 100 đồng, mỗi người một phần, vậy người kiếm tiền đó sẽ không vui rồi. Nhưng nếu một người nợ 100 đồng, mỗi người một phần, thì mỗi một người chỉ còn có 10 đồng thôi. Người nợ tiền, người này sẽ không chết. Em không bản lĩnh bằng Tiểu Ninh và Quan Quan tiểu thư. Em chính là một người con gái, chỉ chia nợ chứ không chia tiền. Nếu anh có chuyện gì thì đừng để trong lòng, sẽ rất khó chịu. Anh nói cho em biết, em sẽ nghe. Em muốn nói gì vậy chứ? Em muốn nói, nếu anh muốn chia nợ thì có thể tìm em. Chia tiền thì em không cần. Anh làm gì vậy? Nghỉ ngơi sớm đi. Anh Soái, anh Soái tử, những lời em vừa nói anh nghe đã hiểu chưa? Chú Kiệt, làm gì vậy? Không làm chú bị thương chứ? Nửa đêm nửa hôm chú làm gì vậy? Chuyện này không vui chút nào đâu, rất nguy hiểm đó. Nhưng không phải cậu cùng với đại tiểu thư nhà chúng tôi còn chơi lớn hơn sao? Chú đưa thư từ chức của cháu cho cô ấy sao? Đưa rồi. Cô ấy bảo tôi đưa cho cậu một phong thư. Số tiền này tôi không thể nhận. Cậu cần thuyền để rời khỏi Thượng Hải mà. Không phải, chú Kiệt à, chú nói với đại tiểu thư đừng để ý đến chuyện của cháu nữa, chứ không thể liên lụy tới cô ấy. Cậu đã liên lụy rồi, đừng giả vờ cao thượng nữa. Nếu cậu có thể sống được đến bến đò số 5 thì sẽ có thuyền tới đón cậu. Một khi cậu đi thì đừng quay lại nữa. Đại tiểu thư không chịu nổi giày vò này đâu. Chú Kiệt, cái này... Ra ngoài nửa tiếng. Ra ngoài nửa tiếng. Mã Tam, tôi muốn ra ngoài hóng gió. Tôi muốn ra ngoài đi lại. Cậu à, ngoan ngoãn ở trong này đi. Nếu cậu gặp chuyện ngoài ý muốn thì mạng của tôi khó mà giữ được. Tôi muốn kháng nghị. Kháng nghị? Cậu đến kháng Nhật cũng dám. Tôi còn sợ cậu kháng nghị sao? Ngồi đó mà kháng đi. Cháy rồi Mã Tam, cậu thả tôi ra ngoài đi. Cậu muốn thiêu chết tôi sao? Cậu cứ đợi đã. Tôi xin chỉ thị đã. Cố chịu đi. Nhất định là tên nhóc đó. Ishihara các hạ, có người bắn tên lửa vào nhà giam. Nhà giam cháy rồi. Tiết Lập Quân thế nào rồi? Cô Kito điện tới nói nhà giam chỗ cậu ta cũng cháy rồi. Bọn họ thật sự tới cướp ngục rồi. Điện tới không có nói người muốn cướp ngục. Đây chính là cướp ngục. Đoàn đại biểu văn hóa của chúng tôi tuần sau mới tới. Cướp ngục? Sao lại hành động trước được? Điều này chứng minh người cướp ngục vô cùng đáng sợ. Đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Cậu lập tức đi thông báo cho tất cả bộ đội ngoài nhà giam đã được sắp xếp trong kế hoạch, lập tức tập trung. Tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào chạy thoát khỏi nhà giam. Nước! Nước! Mau đến giúp đi! Mau phun nước vào đây! Mau lên! Mau lên! Phun nước bên này! Thao tác nhanh lên! Nhanh lên! Tát nước đi! Tăng tốc đi, nhanh lên. Nhanh, nhanh, nhanh lên. Mau phun nước đi, nhanh lên. Mau mau, phun đi. Nhanh lên. Chỗ này, chỗ này. Nhanh lên. Mau phun đi. Mau phun nước đi. Lấy nước đi. Chỗ này. Chỗ này. Chỗ này. Chỗ này. Chỗ ngọn lửa ấy. Chỗ ngọn lửa. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Mau dập lửa đi. Chỗ này. Mau chạy đi. Mau, mau đi. Tiết Lập Quân, anh đứng lại. Đừng chạy Tiết Lập Quân. Cậu phun đi đâu đấy chứ? Mau. Tiết Lập Quân, đừng có chạy. Người đâu? Mau bắt anh ta lại. Tiết Lập Quân chạy rồi. Tiết Lập Quân, còn chạy thêm bước nữa tôi nổ súng đó. William, không được nổ súng. Không được nổ súng. Khốn kiếp. Các hạ, cô Kito, cậu làm gì vậy? William đã cảnh cáo Tiết Lập Quân rồi, nhưng anh ta vẫn cố tình bước qua vạch cảnh giới, cho nên William đã hạ lệnh nổ súng. Sao cậu không ngăn lại? Thuộc hạ thất trách. Có chuyện gì vậy? William, sao cậu lại hạ lệnh bắn chết anh ta? Bởi vì anh ta vượt qua vạch cảnh giới. Một người đang bị thương lại bị còng tay còng chân như vậy, anh ta có thể chạy ra ngoài được sao? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra anh ta đang cố tìm cái chết sao? Vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Không có cách nào khác. Người Pháp các người không biết động não. William, tôi bảo cậu không được nổ súng. Tại sao cậu không dừng tay lại chứ? William, Cậu đang cố ý chống đối đế quốc Nhật chúng tôi, đúng không? Chuyện này liên quan gì tới tôi chứ? Cậu phải gánh hậu quả cho chuyện này. Nếu không, đế quốc Nhật Bản chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu.